Về bộ lô quạt pin quay được này, lại còn có hai cấp chỉnh tốc độ, phải nói là giá rẻ quá luôn các bác ơi. Đây ngày hôm nay này, em về cả một lô mã máy, mã quạt pin Bosun này. Thứ nhất này, nó sẽ có cả tốc 1 cho em này, tốc thứ hai và thứ hai là có thể xoay được 180 độ luôn các bác nha. Ngày hôm nay về rất là nhiều mã quạt này, từ mã nhỏ 8 inch, mã 10 inch đến mã 14 inch, phục vụ tất cả quý khách hàng em nóng bức mùa hè mất điện, hay các bác em đi chơi du lịch picnic xa xôi hoặc là làm xe du lịch dịch vụ, có thể tham khảo giúp em một mã quạt pin như thế này nhá. Wow, cực kỳ mát luôn. Các bác nào đã xài quạt này rồi thì phải nói là bao mát toàn mùa hè luôn. Và lô này giá sale sập sàn tới tay mọi người. Các bác mua thân máy cũng rẻ mà mua nguyên bộ này rất là rẻ luôn nhá. Đây nhá, thì em đang cầm này. Em đang cầm thì sẽ là một cái quạt pin Bosun 8 inch cho em nhá. Lồng kim loại và cánh bằng nhựa luôn giúp em. Con này sẽ có hai cấp chỉnh tốc độ này. Đây, tốc số 1 này và tốc số 2. Muốn điều chỉnh nhanh chậm các bác có thể tùy điều chỉnh trên công tắc cho em. Thứ ba, đây. Nó sẽ có thể là xoay 180 độ được luôn nhá. Công tắc núm này, điều chỉnh ở phía sau này, gạt cho em. Wow. Không chỉ một người mát mà mọi người đều cùng nhau có thể mát luôn cho em. Đặc biệt là quạt sử dụng chân pin phổ thông. Cứ có những khối pin chân phổ thông, chân pin M21, chân pin Makita là tham khảo luôn cho em. Một mã thân quạt pin xoay Bosun 8 inch các bác nha. Đây, thân máy cho em. Wow. Khoảng cách hai chân pin là 4 phân là xài ok luôn cho em. Một thân quạt này vừa xoay được lại còn có hai cấp chỉnh tốc luôn nha. Giá chỉ có là 230 ngàn tới tay mọi người luôn ạ. Và ngày hôm nay em cũng về luôn cả một mã bộ luôn. Nếu các bác chưa có pin, lấy ngay bộ giúp em nhá. Đây nguyên một bộ thế này bác ơi. Trời ơi, phải nói là giá sale ngày hôm nay mới về hàng, xin phép là sale rẻ cho tất cả quý khách hàng em luôn nhá. Đây có hai cấp chỉnh tốc độ, lại còn có thể xoay được luôn. Xoay 180 độ giúp em nhá. Đây, xoay bên này, xoay trái, xoay phải rất là ok luôn. Tút năng ở phía sau, các bác muốn nó đứng thì các bác có thể là hạ tút năng xuống giúp em nhá. Còn muốn để xoay này, hoặc là các bác nhà em để tốc độ chậm, tốc độ cao thì có thể tùy điều chỉnh luôn nhá. Đây, Bosun 8 inch, hai cấp chỉnh tốc độ, một thân quạt, một quả pin, một sạc cái này nhá. Combo 450 ngàn thì xin phép em giảm giá cho 10 bác khách hàng đầu tiên nhà em thôi nhá. 400 ngàn em bao phí vận chuyển luôn. Trời ơi, quạt pin này thì nhỏ gọn, tiện dụng, mang check in được mọi lúc mọi nơi luôn nhá. Có quạt, có pin lại còn có sạc cái này và bao mát luôn cho mọi người luôn. Có nó lồng bằng kim loại và cánh bằng nhựa luôn giúp em nhá. Hai cấp chỉnh tốc. Đấy, Bosun 8 inch có xoay được, có điều tốc được luôn giúp em này. Đây, chân pin phổ thông chân M21 là xài ok luôn giúp em các bác ạ. Giá hiện tại thì combo có 400 ngàn, sale rẻ sập sàn luôn rồi. Và dành cho 10 suất đầu tiên thôi nha các bác. Ngoài ra đây thì ngày hôm nay em cũng có về một số mã quạt pin lớn hơn. Nói chung là nếu mà nhu cầu các bác này muốn dùng quạt lớn hơn thì có thể tham khảo cho em. Thứ nhất này là quạt xoay 10 inch của Navra. Đây, 1, 2, 3, 3 cấp chỉnh tốc độ. Có hẹn giờ 1 tiếng, 2 tiếng, 4 tiếng và có xoay được cho em. Con này thì các bác xài những cái khối pin chân phổ thông và pin sẽ là pin 10 cell giúp em nhé. Em sẽ gắn thử vô pin và test thử luôn cho mọi người xem ạ. Wow, ok nha. Cái này các bác có thể gập lên gập xuống này, có thể là gập lên gập xuống cho em. Con này thì vừa xài điện lưới thông thường lại vừa có thể xài pin luôn các bác nhé. Đây em sẽ bấm này, bấm nguồn công tắc này, ok này. Rồi tốc số 1 cho em này, tốc số 2 này và tốc số 3 luôn. Wow, cực kỳ là mát. Ngoài ra còn xoay được luôn các bác nha. Wow, xoay thì mọi người đều cùng có thể mát được luôn giúp em này. Các bác để ở dưới cuối giường, trẻ nhỏ ngủ này, hay là người già rất là ok, tiện dụng luôn. Xoay 180 độ, 3 cấp chỉnh tốc và có hẹn giờ được luôn, có nguồn như này luôn các bác nhá. Khá là ok, tiện dụng. Và cái này có xài được điện, có xài được pin. Nếu các bác có pin rồi thì lấy cho em một cái thân quạt ok luôn này. Thân quạt sẽ có kèm một cái dây nguồn đi kèm. Đây, giá hiện tại sẽ là 580 ngàn. Sale giảm giá cho mọi người chỉ có là 580, là em bao phí vận chuyển toàn quốc. Ngoài ra chưa có pin, lấy nguyên combo một bộ giúp em nhé. Một bộ sẽ gồm một cái thân quạt, rồi một quả pin 10 cell dung lượng 3.2A, một sạc bàn cho em và có một dây nguồn. Đây, combo một bộ thế này, về là các bác có quạt, có pin, có sạc để mọi người xài luôn. Thì giá hiện tại chỉ có là 870 ngàn em bao phải ship. Pin này sẽ là pin 10 cell 3.2A của Navra nhá.
pin sẽ được bảo hành 6 tháng và có báo pin cho mọi người luôn. 870 một combo một bộ, ngoài ra có pin rồi. Đây lấy một thân này thôi. 580 ngàn, giá bao phí vận chuyển toàn quốc các bác nhá. Nhận hàng thì sẽ đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán này. Ngoài ra nếu các bác nhà em này ơi mà muốn cái quạt nó to hơn, lớn hơn và mọi người có thể được mát nhiều hơn thì tham khảo cho em một mã quạt pin 14 inch của Hukan các bác nhá. Có pin rồi thì có thể lấy thân quạt cho em, còn chưa có pin thì có thể lấy nguyên một bộ nhá. Ngày hôm nay xin phép là sale cái bộ này, là em có khoảng tầm còn là 5 bộ hay 7 bộ thì phải. Xin phép sale dành cho tất cả các bác khách hàng nhà em. Rồi, thân quạt này. Thân quạt để sẽ được đi kèm theo một cái thân đèn. Thân quạt là được tặng một thân đèn như này. Và thân quạt sẽ có kèm theo một dây nguồn này các bác nha. 1.200.000 là em bao phí ship. Nhân hàng các bác đều kiểm tra được trước khi thanh toán giúp em nhé. Ngoài ra, đây có pin này. Pin chân phổ thông này. Có khối pin chân phổ thông là có để xài cái thân quạt này. Em sẽ gắn thử một khối pin này lên. Ok, công tắc bật mở nguồn này. Tốc 1 này, tốc số 2 này, và tốc số 3. Ngoài ra thì xoay luôn giúp em nhá. Rồi, mọi người có thể xoay 180 độ như này. Và quả pin này thì em đã test thử luôn rồi. Với tốc độ cao nhất các bác có thể xài liên tục cho em là khoảng 3 tiếng. Tốc độ số 2 xài liên tục cho em là 5 tiếng rưỡi. Và tốc độ số 1, tốc độ nhỏ nhất thì xài liên tục cho em là 6 tiếng 40 phút luôn giúp em nhá. Ngày hôm nay nếu các bác chưa có pin, lấy một combo một bộ cho em. Combo một bộ ngày hôm nay sale rẻ sập sàn tới tay mọi người luôn. Thân quạt là 1.200.000 và em bao phí ship rồi. Ngoài ra này, ngoài ra thì nếu mà lấy một bộ thì sẽ gồm một thân quạt, một quả pin 15 cell, một sạc. Bên này đang bán là 500.000 các bác nhá. Đây combo này. Combo sẽ là một thân quạt, một pin 15 cell, một sạc và có một thân đèn. Bình thường combo này giá sẽ phao vô khoảng tầm 1.750.000, 1.700.000. Ngày hôm nay 1.750.000 là em có tặng kèm thêm cái này. Tặng kèm thêm là một cái thân quạt nhỏ nữa. Một thân quạt nhỏ 8 inch cho mọi người nha, 1.750.000. Em có 5 con xin phép là sale chương trình ngày hôm nay là ngày 13 tháng 5. Đó, đến khi là hết sản phẩm luôn nha. Có 5 sản phẩm, 5 duy nhất, 5 gọi là 5 mã voucher duy nhất cho khách hàng may mắn thôi. 1.750.000 gồm một quạt, một pin 15 cell, một sạc, một đèn và có thêm một cái thân quạt pin 8 inch chân phổ thông như thế này nữa nhá. 200.000 luôn các bác ạ. Sale giảm giá sắp xa luôn. Và ngày thì hôm nay thì em có về một lô pin. Lô pin này phục vụ các bác anh em dùng quạt thì đúng là hợp lý chuẩn bài luôn. 15 cell của Drama các bác nhá, 15 cell luôn. Khoảng cách hai chân pin là 4 phân này. Pin thì cũng có cả báo pin cho mọi người sử dụng nhá. Con này thì nói chung mà nó rẻ mà không nghĩ là nó lại chất lượng như thế các bác ạ. Giá hiện tại có 270.000 là em bao phí ship. Quạt ví dụ các bác dùng 10 cell thấy nó chưa đã này, dùng qua 15 cell cho em thời gian sử dụng được lâu hơn. Đó, mà rất là ok luôn, 270.000 một quạt thôi nhá. Thì ngày hôm nay này, các bác cần mã quạt pin 8 inch nhỏ gọn, cần mã quạt 10 inch hay 14 inch chương trình sale rất là rẻ. Có thể tham khảo alo trực tiếp cho bên em qua các đầu số nhà em là 0929 này 826628 hoặc 0369826628. Thì cửa hàng nhà em ở Lý Nhân Hà Nam, các bác ở gần có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem hàng, test hàng, mua hàng nha. Em xin chào tất cả các bác ạ.